Ngày 12 tháng 11, cảng chân mây tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón một tàu biển quốc tế cập cảng với hơn 3.000 khách đến tham quan các địa phương trong khu vực miền Trung như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong 9 tháng của năm 2023, cảng chân mây đã đón 12 chuyến tàu du lịch với hơn 13.000 khách. Dự kiến đến hết năm 2023, cảng sẽ đón thêm 10 chuyến tàu biển quốc tế. Cảng chân mây là cảng biển nước sâu được Hiệp hội Du lịch Châu Á lựa chọn là một trong 46 cảng biển ở khu vực Đông Nam Á để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền, tàu du lịch lớn. Hiện nay, nhiều đối tác trong và ngoài nước mong muốn hợp tác để phát triển cảng chân mây trở thành nơi đón tàu khách hạng sang cỡ lớn ở khu vực miền Trung Việt Nam.